Chị bơ gì vậy? có cái này vô cùng là xịn xò con bò luôn này. Bra. Cái gì nói luôn nè. Anh Thành vừa cho em địa điểm cất giữ kho báu của anh đấy. Uầy, xịn thế. Nhưng mà em biết địa điểm ở đâu không? Ôi giờ em biết thì em mới bảo chị để đến đấy chúng mình đi lụm thôi chứ còn gì nữa. Thế nhưng mà kho báu chắc là nhiều người nhăm nhe lắm. Nhăm nhe em chả sợ. Em sẽ gọi thêm người của em đi. Em gọi những chiến binh, gọi là những người đồng đội vô cùng là khỏe khoắn của em. Nói đồng đội đi cùng không? Đúng rồi. Thế thì sợ cái gì, đi thôi. Đi thôi, trước khi đi chúng ta nên làm gì cái đã. Trước khi đi thì các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Rồi bây giờ lên đã thôi. Rồi giới thiệu với chị Bơ, đây là hai cận vệ xuất sắc nhất của em. Rồi cận vệ của em nhìn không giống người cho lắm, đầu cắt moi à? Ai sợ đầu cắt moi, đây là gọi là cái bờm ngựa của người ta lại bảo đầu cắt moi. Đồ ngu. Ngu chiến binh đấy chị ạ, à, giáp phòng thủ các kiểu con đào điểu. Và em chiêm mộ thêm một anh xạ thủ đầu mông mủ. Có một đồng đội rồi, bây giờ thì đi thôi. Đi rồi, vào cuộc chiến thôi. Rồi, vào cuộc chiến đầu tiên. Đấy, cuộc chiến đầu tiên chúng ta, đây chính là địa điểm có kho báu ấy chị ạ. Cấm lá cờ là mình đang ở đây đúng không? Đúng rồi, vào thôi. Ui chết rồi, vừa mới vào cái mà còn đã có quân phục kích cái chỗ kho báu này của mình rồi chị ạ. What? Rồi kho báu mà lại. Thôi chúng ta cần phải sống sót đến khi mặt trời lặn. Ok, đây này, 1 tấn vàng của em luôn đấy, không phải đùa đâu. Sắp giờ lon rồi em ơi. Không sao, không sao. Em sẽ búp một tí năng lượng của mình lên là thu phục vàng nhanh lên, đào nhanh lên. Đây là những người anh em đào vàng của em. Ôi, lụm vàng nhanh lên mọi người ơi. Rồi, xong luôn. Có vẻ phục kích rồi. Có vẻ chúng ta đã bị phục kích từ ban đầu. Đúng, đúng. Về thôi, lấy vàng về. Mang vàng về, rút quân. Trời ơi. Cái cộng tận 165 tiền, 100 mấy. Và em đã gọi thêm hai anh xạ thủ đầu mông mủ của em ra rồi. Xạ thủ bắn nhưng mà chả vào đâu hết. Em nghĩ em cần gọi thêm một anh xạ thủ và một anh cầm chùy gai nữa. Trời ơi, có 3 người nó đến tấn công của mình kìa. Tổ dân da đỏ chị ơi. Ôi ơi, nó định phá cái tượng này của mình, tượng này ở trong con ruby đấy chị ạ. Đấy, cẩn thận, nó mất máu tượng mình rồi. Không sao hết, mấy anh xạ thủ đầu mông mủ của em bắn đẳng cấp lắm, bắn bọn này hẹo luôn. Một anh đã gục ngã, thấy chị, hai thằng gục ngã, 3 thằng luôn. Chúng ta đã vượt qua rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, tiếp tục, nhưng mà đến khi mặt trời lặn cơ. Đấy, em gọi thêm quân ra rồi, chị thấy không? Quân em có cả một anh đấu cắt moi luôn này. Ôi đây, đầu xanh đầu đỏ cắt moi luôn. Bạn đấy hình như là người chỉ huy hay không ấy nhỉ? Rồi. Đây ạ, à, để xem nào, để xem đội phục kích nó ở đâu. Đúng. Ui xa, ui. Nó giải hàng nghìn cái mũi tên luôn chị ạ. Trời ơi, đợi em đến này em ăn luôn. Ô, mang vàng vào đi, nhanh lên, thu hết vàng vào. Thế để em nào được đâu mà thu vàng vào. Gọi người, gọi thêm cái chùy gai và gọi thêm một anh cung ra nữa. Rồi, sợ. Xem, ui giời, nó lại đến rồi, tấn công nó anh em ơi. Trời ơi, tấn công đi này, còn đào vàng. Bổ luôn, đúng rồi. Không, mấy anh này đào vàng là khác chị ạ. Ôi giời ơi. Ui, nó đánh cái mấy thằng cung của mình rồi. Trời ơi, sụng rồi. Hẹo rồi, ui giời, đất ơi, cái gì mà. Gọi cấp, gọi người đi. Cứu viện đâu, ra đây đánh nó cho tôi. Trời, nó tiêu diệt anh cái anh đầu cắt môi của em rồi. Ôi là đất ơi, chú Choa Mã ơi, em phải gọi thêm người. Không thể để tình trạng như này xuất hiện được nữa. Nó lại gọi thêm 2 người nữa rồi. Mình cũng gọi người đi, em gọi người đi. Em đang gọi người rồi, quần em ra chậm quá. Mấy cái thằng này ra chậm thật đấy. Đầu cắt môi ra bổ nó cho tôi. Đấy, thấy chưa, chị thấy nó bổ không? Bổ. Trời ơi, nó hết. Liên tục luôn. À, hiện tại chưa. Binh đoàn của em nó mạnh lắm rồi. Thêm 1 anh cung nữa đi. Làm gì? 4 anh cung rồi. Hình như là mặt trời sắp lặn rồi em ơi. Sắp lặn rồi. Mặt trời lặn đến lửa ngọn đồi rồi chị ạ. Trời ơi, quân nó đến rồi kìa. Có 2 thằng liều tiều này, quân em tận 5 thằng, 7 thằng cơ mà. Chết, tấn công đi. Rồi, cho nó biết thế nào lễ hội luôn anh em ơi. Cố lên. Này thì đào cướp sông vàng này, cướp bóc với chúng tôi này, bổ cho nó ngáo ngơ quả mơ luôn. Trời, sao giờ? Rồi. Mũi. Ghê. Dăm 3 con mũi này, em tiêu diệt nhanh thôi. Lúc nãy 2 bạn thôi, bây giờ 20 bạn đi. 20 bạn luôn. 2, 4, 6, 8 bạn rồi. Chết, quân đấy mạnh hơn mình à? Bạn đang xây dựng một kho lưu trữ. À, gọi thêm một anh chùy gai nữa đi. Một anh cung nữa. Úi dồi ôi, bây giờ mới tổng tấn công của chúng nó 5 thằng lận chị ơi. Trời ơi. Em quên rồi, em gọi người hơi chậm. Ôi rồi nó xiên luôn rồi. Gọi đây đi, gọi đi. Gọi thêm nữa cơ. Nên cố gắng bảo vệ tường thành không lại bị hẹo. Không sao hết. Em không phải sợ chúng nó đấy. Quân em bây giờ nó ra đông rồi này. Ra đông rồi đây này.
Đấy, nó sợ quá nó chạy về mép mẹ luôn rồi. Chiến thắng rồi. Thành công bảo vệ và lụm được 10 kim cương. Ôi trời ơi, tiếp tục. Nhưng mà cuộc chiến này diễn ra tận 3 phút nữa. Hơi lâu. Rồi, vào cuộc chiến này, ui giời ơi, không mua mấy cái này đâu nha. Bây giờ em có thể nâng cấp được đội hình của em lên. Ví dụ anh này là anh đầu cắt mồi đúng không? À em sẽ mua thêm cho nó một cái vũ khí. Nâng cấp. Ôi trời ơi, từ đầu cắt mồi nha, bây giờ sang đầu bảy sắc cầu vồng luôn chị ạ. Wow. Nhìn ok chưa? Mũ chiến binh tăng 20% sinh lực mỗi cấp và tăng 10% tốc độ chạy. À. Đấy, anh cung của em cũng phải nâng cấp lên thôi. Nâng cấp lên. Tăng thêm 20% sát thương. Ok. Rồi. Bắt đầu cuộc chiến tiếp theo. Rồi, điểm đóng quân tiếp theo là chỗ khác chị ạ. À. Vào chơi thôi. Cái gì đây? Kiếm sĩ tuyên bố đã rèn được những lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. À, bây giờ là chúng mình đi cướp lại của chúng nó chị ạ. Really nigga. Ngon lành cành đào chưa? Đi cướp lại của chúng nó luôn. Phải làm thế đi cướp. Gọi thêm hai ở đây em có đang có hai anh đào vàng. Oh. Ui giời ơi, bên họ cũng có một anh kiếm sĩ luôn kia kìa. Trời ơi. Gọi lính mình ra luôn. Gọi đi nhanh lên, không là nó tấn công mình bây giờ. Đợi tí mấy anh đào vàng này yếu quá. Rồi lính mình ra bỏ em. Gọi thêm người đi, hôm nay có 3 người đấy. Hết tiền rồi chị ơi, làm gì có tiền mua người nữa. Rồi, đứng im ở đây, bắn nó cho ta. Bắn nó. Rồi, em có anh bắn cung rồi. Em có thể đứng đây em bắn luôn này. Bắn đi. Một phát vào đầu. Chơi. Nhìn đây này. Em trở thành anh cung thủ đầu mông mủ. Một phát vào người nữa. Chị rồi. Tưởng em bắn lên trời hóa ra không phải. Không, đấy là kỹ năng của em ấy. Một phát vào đầu nó luôn. Trời ơi, amazing, good job. Em có thể tự điều khiển được binh lính của em chị ạ. À, ra vậy. Hiểu rồi đấy. Em tự điều khiển được. Bây giờ đi sang kia đi. Để tí xem nào. Quân nó cũng đang thu vàng rất là nhiều luôn. À, có một thằng luôn nó thằng đến. Rồi. Em gọi một anh trùy gai của em ra. Chờ. Đâu ra đây em bắn cho vớt sọ luôn. Nào, ra đây. Đủ tuổi lên đây. Quay lại đi. Em đang dương cung rồi, em bắn một phát thử xem mà. Chưa thấy đâu. Em quay ra xem bạn đấy đã đang ở đâu. Ôi trời ơi. Khoan đã, để xem bạn đấy đâu. Nó đang phòng thủ chứ ạ, nó đang phòng thủ. Thoải nào không thể lên. Em phải gọi thêm mấy anh trùy gai nữa ra phòng thủ mới được. Ba anh trùy gai đã ra phòng thủ mới cự được cái đội này. Rồi, nó đang ui, nó lắm người thu tiền thế. Nó lắm người đào vàng lắm chị ạ. Chứng tỏ nó đào rất là nhiều tiền luôn. Chứng tỏ người ta đào từ lâu rồi, bây giờ em mới biết đấy. Mình biết cái kho báu là hơi muộn nha. Rồi, em sẽ gọi thêm một người đào vàng nữa cho em. Mình cần thu thục nhiều vàng hơn. Đấy, nó gọi một tấn binh lính ra rồi. Nó có nhiều người thu vàng hơn, nó gọi một tấn binh lính ra rồi. Thế ơi. Nó có tận 2, 4, 5 thằng đào vàng lận. Em vừa gọi thêm hai thằng đào vàng ra nữa. Hai thằng của em như rồi yếu thế. Đây, nó đang đào mà chị bình tĩnh xem nào. Hai bạn kia, đội bên kia nó bổ liên tục. Của em rồi được nhát một. Ôi, nó có 2, 4, 6, 5, 7 7 thằng, 8 thằng chiến binh ra rồi chị ạ. Ôi giời ơi. Toàn sống, toàn thật rồi vui ạ. Ôi giời ơi, cái gì mà ghê thế. Nó đang gọi là phòng thủ rất là mạnh mẽ. Này, để em xem chiến thuật của nó như thế nào. Phòng thủ rất là mạnh mẽ đúng không? Chúng ta đâu? Tấn công thôi. Để em gọi quân ta tấn công luôn nhá. Tấn công nó luôn nhá. Nó không tấn công thì bây giờ mình đi tấn công. Được rồi, đợi tí. Em cần thu phục thêm hai thằng nữa. Hai thằng nữa à? Nó bao nhiêu quân? Ôi trời ơi, nó nhiều lắm. Quân nó ăn màn còn ngàn người chứ. Càng ngày nó gọi càng nhiều em ạ. Mười mấy mấy 20 thằng luôn rồi mất. Trời đất ơi. Sao nó đông thế? Sao quân của em ít thế? Quân của em nó hơi lưu tiêu tí, em phải gọi thêm người đào vàng đã. Khoan đã. Gọi thêm 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ui, quân nó đông như quân nguyên vậy. Còn cả dòng họ đi đào vàng rồi. Đây, em gọi mấy anh trùy gai này ra nữa luôn. Gọi càng nhiều trùy gai càng tốt chị ạ. Đây, đừng có khinh thường kẻ khác nha chị Bơ nha. Đâu? Đợi tí coi. Em bắt đầu cờ dến rồi đấy. Đồ ăn hại. Em bắt đầu dến rồi nha. Chị thế chưa? Đội hình của em nó cũng có kém gì đâu. Toàn những cái anh đầu bảy sắc cầu vồng ấy, em sợ gì đâu. Hay nào, bây giờ em cho đi xông pha đi. Chưa được, đội hình mình vẫn đang gọi là khá là yếu. Quân nó thì mạnh lắm. Quân nó... Ê trời ơi. Cứ ngoảnh đi ngoảnh lại quân nó phải hàng tấn thằng luôn. Ngoảnh đi ngoảnh lại quân nó hàng tấn thằng luôn chị ạ. Ừ. Em nghĩ đội hình của em nó cũng sắp lên đầy đủ rồi đấy. Sắp lên đầy đủ rồi chị Bơ ạ. Thêm mấy anh bắn cung nữa đi. Mấy anh bắn cung phải bắn khỏe lắm. Không sợ. Tin được không? Tin chứ, tin chuẩn luôn đấy chị ạ. Phải tin à? Phải tin, không ôi tin rồi. Cũng phải tin. Bê chị bên phe ai? Chị muốn tiền không? Có tiền. Có tiền thì đợi em tí em nâng cấp tiếp. Em gọi thêm mấy thằng binh lính của em ra nữa. Ôi mấy em nó đang hít đất đây này. Đấy, chống đẩy các kiểu con đà điểu luôn. Nhờ nó đang gọi là luyện thế võ. Chị nghĩ chắc nó sợ. Rồi, em nghĩ đội hình này của em đủ khỏe tấn công rồi. Xông lên. Anh em đâu, xông lên. Cố lên bạn ơi. Lao vào tấn công nó cho tôi. Bắn hết tất cả dương cung, bắn hết đạp luôn. Cố lên. Tan tắc, tan tắc.
dăm ba cái đội hình này. Cố lên. Ui giời. Trời ơi. Nó đánh em về mẹ mẹ mất. Thôi, em gọi quân dần đi. Em đang gọi quân rồi, quân nó đông quá. Trời ơi. Toàn thấy quân họ không thấy quân mình đâu. À, nhưng mà quân nó không ăn được mấy thằng bắn xa của em. À, thế thì mình gọi từ những thằng bắn xa. Em gọi thêm bắn xa. Trời ơi. Ôi trời đất ơi, dăm mãi nó càng ngày càng đông quân, nó càng đông quân lên này. Gọi mấy cái bạn cầm kiếm lên. Ôi rồi. Gọi mấy thằng bắn xa của em bắn đẳng cấp luôn đây này. Quá chuẩn luôn. Gọi tiếp, chì gai luôn. Bắn cung. Ôi, bắn cung bắn xa hình như yếu lắm. Càng xa càng yếu thì phải. Sao các bạn không, sao. Em đứng đây em bắn, nó không biết gì cả. Nó gọi là nó đang ngơ ngác chị ạ. Trời ơi, đội, đồng đội của mình ngã rồi kìa. Ngã gì đâu, đấy. À đúng rồi, mấy anh đầu cắt mỏi của em ngã. Không sao đấy, lao lên đập cho tôi. Đấy, mấy anh đầu cắt mỏi đập khỏe luôn đấy chứ. Đập cực khỏe luôn đấy chứ. Chị thấy gì chưa, Trời ơi, quân đấy nó mạnh thế. Quân nó bắt đầu yếu rồi chị ơi. Cố lên, còn một vài. Đấy, mũi tên hàng nghìn mũi tên của em đang tấn công nó. Một vài tên nữa là mình chiến thắng thôi. Không sao. Hình như càng ngày nó gọi càng nhiều lên thì phải. Mỗi lần gọi nó gọi ác chiến luôn đấy chứ. Đây rồi, chú gái lên đập nó cho tôi. Bố. Ôi, nó rút quân rồi, Nó rút quân ngay chứ, chị thấy gì chưa? Mình lao lên, mình tấn công cái kia. Tấn công cho tôi. Ui giời ơi, bây giờ nó gọi thêm mấy cái quân mũi tên giáo các kiểu con đà điểu. Nó tấn công lại mũi tên của mình rồi chị ơi. Trời ơi. Hiểu kiểu gì? Ui. Không sao hết. Ui giời ơi, thêm một tấn người nữa ạ. Em chiến thuật cái gì đấy Bun ơi? Không, chiến thuật này của em nó cũng khá là ghê sợ đấy chứ. Trời ơi, chiến thuật một phát chết luôn. Không sao hết, đây gọi thêm người đây này. Em đang gọi thêm những anh chùy gai của em lên. Cứ bảo là mình chạy từ đây, mình chạy từ nhà mình ra nó xa chị ạ. Trời ơi, thì nó giết hết quân mình rồi thì đồng chưa, đội chưa, mình... chưa, vẫn còn khỏe lắm chị ơi. Chưa hết được, đồng đội mình vẫn còn đông lắm. Nhưng mà mình sắp hết tiền để mua người rồi. Mình phải tiêu diệt mấy cái thằng đào vàng này nữa này, không cho nó có tiền nó mua người. Trời ơi. Đây này, tiêu diệt hết mấy thằng đào vàng này. Rồi, dạy sư, nó không có tiền nó mua người nữa rồi. Trời ơi. Thông minh đấy. Cảnh báo nó gọi tiếp viện. Ui giời ơi, kẻ thù gọi tiếp viện rồi. Không sợ. Tiếp viện dăm ba, tiếp viện em ra em gọi. Em đập một phát lên luôn. Nào, tiếp viện đâu? Ra đi. Cố gắng lên. Còn một tí máu thôi. Ngổ banh xác mình đã chiếm đóng được thêm vàng rồi chị bơ ơi. Chiến thắng rồi. Nụm thêm 15 kim cương. Amazing. Good job em. Rồi. Mở khóa cái gì đây? Oh, mở khóa ra một anh cầm kiếm như của nó. Rồi, bây giờ mình đang có thêm một anh binh lính mới. À, không phải, lấy cầm chùy gai bây giờ chuyển sang cầm kiếm gì ạ. À, em nghĩ mình phải nâng cấp cái tốc độ đào vàng lên. À, lên 2 phát và nâng cấp tốc độ bắn cung lên. Mình cứ nâng cấp hết đây. Rồi, bắt đầu tiếp tục chiếm đóng. Bây giờ chuyển sang khu vực mới chị ạ. Khu vực này nhiều màu mỡ hơn đấy. Cây cỏ xanh lá như thế này cơ mà. À thế à? Màu mỡ hơn. Nó không gần biển lắm. Đúng rồi, nhiều tiền hơn. Rồi bắt đầu thôi. Gần biển chắc là lắm kim cương ấy nhỉ. Các lính giáo mạnh hùng. À đúng. Hùng mạnh đọc. Hùng mạnh nhầm. Được gọi là quân bộ binh. Được huấn luyện một cách chuyên nghiệp và bọc giáp nặng nề. Bề cần phá hủy tượng giáo của nó. Và mình lại bắt đầu đi xâm chiếm rồi chị ạ. Phá hủy tượng thôi, đơn giản. Đơn giản, mình phải gọi nhiều người thu phục vàng cho mình đã. Càng nhiều vàng càng tốt anh em ạ. Đây, cứ gọi người thu phục vàng đã. Ui, nó có 3 người. Đây này, đây cái tượng lính giáo của nó đấy chị này. Cực kỳ có khỏe. Có cả cái khiên đỡ kìa. Ui, nó gọi chiến binh đầu cắt mọ. Anh này rõ ràng bên mình mà. Lúc đầu là đồng đội của em mà. Ủa là sao? Là bạn đứng em rồi còn sao? Cây tươi nhờ. Không sao hết, em cho bán đứng luôn. Em cứ gọi thêm 1 tấn người. Lên luôn. Anh em đâu, chuẩn bị nha. Em sẽ gọi binh của em lên một cách đẳng cấp nhất của đất. Nói rất là nhiều người đào vàng luôn. Càng nhiều người đào vàng càng tốt chị ạ. Đồng đội đâu? Ôi. Đồng đội đây. À. Đấy, thấy chưa? Cầm kiếm đoàn hoàng chưa? Em cần nhiều người đào vàng hơn. Nó có 2, 4, 6, 7 người đào vàng. Ôi giời ơi. 7 người đào vàng, em cũng có 7. Nào. Ai hơn ai? Đây 2 4 6 7 người đào vàng lốt. Nào, ok trời chưa? Đào cực nhanh luôn, gọi thêm 1 người luôn cho đẳng cấp này. Mỗi không có vàng để mà đào thôi, còn người thì đẩy. Người thì đẩy, thiếu gì người. Rồi, chị thấy chưa? Vàng em bây giờ rất là nhiều luôn, em sẽ gọi binh lính của em ra. Gọi thêm 1 thằng đào vàng đi, càng nhiều vàng càng tốt. Nó không cự được đâu. Ô, có người canh kìa. Nó tấn công mình kìa. Ô. Em đâu? Thằng này bướng nhờ. Thằng này bướng nhờ. Đánh nó cho tôi. Thằng này bướng quá. Trời ơi, mắt xúc lên. Đập nó luôn. Này thì dám tấn công trước à? Dám gọi là... 3 thằng bọ. Lúc mình không để ý cái là cho quân lên tấn công ngay. Được đấy, dám bố lão bố xiên à. Bố bị nhọt với mày đấy à. Được. Gọi thêm 1 anh cung nữa luôn. Đánh cho khóc thét luôn đấy chứ. Mình chưa đánh mà nó dám đánh mình trước rồi. Ảo thật đấy. Ủa sao cái thằng này đào vàng đi đâu đấy? Sao nó
em tự nhiên là đồ của em lại mang vàng sang bên kia. Đừng im đấy, đừng im đấy, quay về. Trời ơi, đồng của đội em thật ngã thật sự, ngã giống em thật sự. Ôi trời ơi, đồng mới trả đội, nó sang đấy nó cho vàng chúng nó chị ơi. Trời ơi. Ủa alo, cái gì đấy? Ôi trời ơi. Không hiểu kiểu gì. Khó hiểu thật sự luôn đi chứ. Nó dám đem vàng cho địch. À đâu, nó sang nó canh tác kìa. Nó sang canh tác này ngáo quá. Lính nó thì nhiều, dám sang canh tác của nó. Nó chẳng đập cho chết luôn. Đây là điếc không sợ súng. Chết luôn đấy chứ. Canh tác một cái giời ơi, đẩy ơi, đất ơi, lính ơi. Về phải gọi là quán triệt đồng đội ngay em đi. Được rồi, em bắt đầu, nó có 3 thằng thôi đúng không? Em sang em xâm chiếm này này. Đấy, đội mình rất là đông rồi. Nhưng mà sao nó không tấn công mình nhỉ? Nó làm gì, nãy nó tấn công thua chốc. Đúng, đúng. Thua rồi, gọi là Nga đâu, đứng cấp đội đấy. Em cho quân sang đánh luôn. Cho quân sang đánh luôn. Tấn công. Bây giờ nó phải chạy về rồi, nó phải chạy. Ôi rồi, chạy té khói luôn này. Không phải đâu, chạy về có cái đội phòng thủ của nó kia. Phòng thủ à, em phá cái tượng này luôn. Cố lên. Phòng mới trả thủ với chúng tôi. Quay người, gọi người em ơi. Trời ơi. Cảnh báo, wow. Nó quay tiếng miệng rồi. Ôi rồi, nó gọi đông thế. Nó gọi đông thế, chết rồi. Mình đánh quả sai sách quá chị bừa. Sao mày ngu thế hả? À, nó lừa mình. Nó lừa mình, nó ra có 1-2 thằng canh gác cho mình thế. Trời ơi, quay đi, trời ơi, mình sắp bị hẹo đến nơi rồi. Mà không sao, mình tấn công hết mấy cái thằng đào vàng của nó rồi. Không sao chị ơi. Trời ơi, trời ơi. Mình hết đội quân rồi nhưng mà nó, mình tiêu diệt hết tất cả mấy thằng đào vàng của nó rồi. Nó hết người đào vàng rồi. Ôi trời ơi, không. Những 2 thằng này nó lôi đi đâu đây này. Ôi trời ơi, nó quay sang nó tấn công mình về. Rút. Chạy thôi, chạy là tường xanh anh em ơi. Về phòng thủ. Chạy là tường xanh anh em ơi. Rút đi. Nó sang nó đánh lại luôn mà. Lão thật sự luôn. Lão quá, nó đang đánh mình. Cay thật sự. Anh em ơi, chết rồi, thảm luôn rồi. Nó tiêu diệt hết mấy cái thằng đào vàng của em nữa rồi. Trời ơi. Rồi ok. Này thì dám sang tấn công ấy. Thì bây giờ em cho người đào vàng đi. Tấn công lại cho em. Em bực rồi. Em gọi thêm người em tấn công nó luôn. Nào. Nó hết người tiếp viện rồi chị ơi. Mấy thằng quân tiếp viện nó sang tấn công em đập cho tan xác luôn rồi. Trời ơi. Rồi, nhìn. Bây giờ chỉ việc phá hủy tường này. Kiếm tiền của nó thôi. Chỉ việc ở đây hưởng thôi anh em. Đấy, bây giờ em bảo đồng đội của em sang mà thu vàng đi cũng được cả. Sang này. Quân nó rõ đông đi chạy sang thu vàng em. Lý quỷ nó luôn đấy chứ. Chiến thắng rồi. Ăn đu. Được của nó đấy. Chiến thắng. Nụ nó tiếp. Mở thêm mở ra cái gì đây. À, mở ra cái thằng này. Đây. Em bây giờ mới thu phục nó lại. Phải được này. Thằng này nha. Về là phải chỉ đạo nó ngay. Chỉ đạo luôn. Rồi, bây giờ em sẽ nâng cấp. À, thằng này là thằng mới. Thằng này. Nhưng mà em sẽ chỉ nâng cấp cái thằng này thôi. Đào vàng nữa lên. Thằng này thằng mới. Gà thật sự. Gà. Nhưng mà đấy, đồng đội em mới chuyển về thì em phải bảo ban cho nó. Bảo ban cẩn thận. Không phải hẹn như thằng lúc nãy nó ngáo ngủ của mờ. Mệt lắm. Nào, cuộc chiến tiếp theo. Đây là phù thủy. Đây là vùng đất của phù thủy chị ạ. Mình mà vào nó không biết có phù thủy ra tấn công mình không nhỉ? Xem. Thử nha, vào luôn cuộc chiến đi. Không phải thử, thật luôn cái gì phải thử vậy chi. Trong nỗ lực gánh lại, đợi giành lại đi. Úi giời. Tại chị ơi làm em lối lịu đây. Trong nỗ lực giành lại đất đai, lượng kiếm sĩ còn lại đang dồn lực lượng để tấn công bạn. À, bây giờ nó chuyển sang nó tấn công mình rồi chị ơi. Bây giờ mình phải phản công lại, tấn nó tấn công thì mình phản công chứ còn gì nữa. Mình sang vùng đất của nó mà bây giờ nó tấn công mình luôn mà. Được rồi, mua thật là nhiều những cái thằng đào vàng cái đã. Để xem nào. Cái gì đấy? Chưa gì đã đánh nhau vậy? Ôi em ơi, quay người đi. À đâu, nó đang giàn quân. Nó chưa tấn công mình bộ. Nó tấn công rồi kìa, cứ đến mà chưa vội. Ôi trời ơi, khoan đã, em còn chưa có người mà. Bọn nó đã dập dình thành đánh em rồi. À, bọn nó đang bảo, khoan đã, chưa thấy động tĩnh gì. Nếu mà thấy động tĩnh gì là tấn công luôn. Trời ơi, tấn công mặt phải đợi em đấy bây giờ. Giải người đi. Đang giải người dần dần rồi chị ơi. Trời ơi. Nào, đứng im đấy nha. Cấm được manh động nha. Manh động là bên tôi thua đấy bạn ơi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Trời ơi, cái gì cái kia. Hoàn đã, em cần một cái thằng đầu cắn moi này ra. Ôi, nó đang tập luyện thể dục. Nó đang nhảy cả tướng luôn kìa. Trời ơi. Chết rồi. Ôi trời ơi, bên nó có chục mạng, bên em có 3 mạng. Bên nó phải 30 mạng nữa, không phải chục mạng nữa chị ạ. Bên em có 3 mạng thôi. Trời ơi. Đây, gọi thêm một thằng này ra. Bình tĩnh nhá, mấy anh dài nhá, mấy anh dài đừng có nóng nhá. Mấy anh dài nóng là em sợ lắm đấy. Họ hít đất đại anh. Đại tí đi ơi, em cần gọi thêm binh lính. Đây rồi. Mày qua nó chưa di chuyển chị ạ. Gọi cung ra, gọi chiến binh cung ra. Rồi, bình tĩnh, vàng vẫn đang thu phục. Gọi thêm vàng ra đó chị ạ. Mình cần càng nhiều người đào vàng càng tốt. Nó chuẩn bị là xông lên, nhưng mà em không sợ.
Em sợ gì? Tí em đánh cho bọn này tan tác. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đợi tí. Mấy anh đào vàng của em cần phải đào tốc độ năng lượng hơn đi, nhanh hơn đi. Bây giờ cung của em biến thành màu vàng rồi này. Những anh bắn cung biến thành màu vàng rồi. Nhưng mà liệu có khỏe không thôi chứ? Khỏe khoắn, chắc chắn là khỏe luôn. Em gọi người ra dàn quân dần đi, không tí nữa nó tấn công. Đây em đang dàn dần rồi, vàng chưa có thì làm sao mà gọi được hả chị? Trời ơi. Đang đào vàng gọi phọt cả rắm mà chị còn gọi đòi gọi người luôn. Trời ơi. Ôi giời ơi, lọ tấn công rồi, phòng thủ đi anh em. Cứu tôi. Ủa nhưng mà yếu lõm, lính lõ yếu. Nó yếu nhưng mà nó đông. Nhưng mà cực yếu bọn này luôn. Em chắc chắn luôn. Đập nó cho tôi anh em ơi. Em gọi người bắn cung đi. Đập kiếm. Rồi. Ôi trời ơi. Người đến. Đông. Nhưng mà yếu. Thì để làm cái gì? Đông nhưng mà chất lượng thấp. Ai đội hình của em phải khỏe khoắn như thế vậy là thế mà lúc đầu không dọa không đánh nghề dọa dăm ba cái con này đấy, chị thấy chưa, với cái chiến thuật tinh tường của em, những chiến binh siêu to siêu khủng lồ siêu khỏe của em cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ xuất sắc ngày hôm nay. Quá gọi là đẳng cấp luôn đấy. Mình đi thu phục vàng này, mình đi bảo vệ những cái đồ món đồ mà mình thu phục được, mặc dù quân nó đông như quân nguyên như thế mà em vẫn đánh cho tan tác được. Chị biết đẳng cấp của em như nào rồi đấy. Bạn mình kinh rồi. Về đi bán vàng lấy tiền. Đúng rồi, chuẩn quá rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh và nhấn xem quảng cáo cho chúng mình nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.